Nội dung mà hôm nay tôi có hân hạnh được nói chuyện với cả các quý vị đồng nghiệp đấy là cái chủ đề chuyển hóa chất động mạch gan, một cái phương pháp điều trị mới dựa trên những cái nền tảng đã có và đã ổn định, đã có những cái cơ sở lý thuyết. Chúng ta biết rằng là trong ung thư gan nguyên phát hay còn gọi là HCC, ung thư biểu mô tế bào gan nguyên phát, thì cái điều trị được chia ra làm hai nhóm. Cái nhóm là điều trị triệt căn và nhóm điều trị triệu chứng. Nhóm điều trị triệt căn thì bao gồm là có phẫu thuật và đốt bằng các cái phương pháp khác nhau, ví dụ như là đốt bằng sóng cao tần hoặc đốt bằng vi sóng hoặc là áp lạnh. Thế nhưng mà có một cái điểm có thể nói rằng là hết sức đáng tiếc, đặc biệt là trong môi trường của Việt Nam, đấy là những cái trường hợp mà ung thư gan nguyên phát thường đến ở những cái giai đoạn khá là muộn. Bởi vì ung thư gan ấy thì tiến triển khá là âm thầm dựa trên một cái nền tảng của cái người bị viêm gan. Nếu như viêm gan không được khống chế tốt và ung thư đến ở cái giai đoạn muộn ấy, thì thường là chúng ta cũng sẽ thấy cái bệnh cảnh giống như trường hợp này. Tức là ung thư thì khối u thì lớn và có thể có nhiều khối ung thư gan trên nền của cái gan sơ. Và đặc biệt là có huyết khối tĩnh mạch cửa làm cản trở cho các cái biện pháp điều trị khác nhau. Các phương pháp điều trị triệt căn thì không thể thực hiện được. Còn các cái phương pháp điều trị tại chỗ như là nút hóa chất động mạch gan thì cũng tỏ ra là yếu thế. Trong cái trường hợp đó thì có hai cái biện pháp điều trị chính. Biện pháp điều trị chính đầu tiên đấy là chúng ta sẽ điều trị bằng các cái thuốc toàn thân. Xin lỗi một chút là cái slide có vẻ... Đấy, cái tình huống tức là bệnh nhân thì thường đến trong những cái bệnh cảnh rất là muộn với những nhiều một hoặc là có nhiều khối u. Thế rồi thì cái huyết khối tĩnh mạch cửa để trong những cái hoàn cảnh đó thì cái sự lựa chọn về cái phương pháp điều trị thì sẽ chuyển sang là các cái phương pháp điều trị toàn thân. Thế và một cái phương pháp khác mà cũng được các tác giả phương Tây, đặc biệt là các tác giả cái vùng Đông Á nơi mà gặp rất nhiều ung thư gan áp dụng, đấy là chuyển hóa chất vào trực tiếp trong động mạch gan để tăng cái mức độ, cái nồng độ thuốc ở trong gan, tăng cái hiệu quả điều trị. Theo cái phác đồ điều trị của cái tiêu chuẩn Barcelona thì chúng ta thấy rằng là khi mà cái khối u ở những cái giai đoạn B hoặc là giai đoạn C, giai đoạn B có nghĩa rằng là có nhiều các cái khối nằm ở trong gan, kể ở hai thùy, chúng ta không thể cắt được, không thể áp dụng được các cái biện pháp điều trị triệt để. Hoặc là giai đoạn C có nghĩa rằng là thấy có cái huyết khối của tĩnh mạch cửa. Thì trong trường hợp đó thì chúng ta phải nghĩ đến là các cái phương pháp là nút hóa chất nếu như mà còn có thể được, hoặc là phải dùng các cái biện pháp điều trị toàn thân. Thế và một cái phương pháp mà đã được áp dụng từ rất lâu trong chuyên ngành ung thư, đấy là cái phương pháp mà dùng hóa chất tại chỗ. Vào những cái thập kỷ 80, 90, thậm chí là xa xưa hơn nữa, những cái đó thì là những cái mà cái trong những cái thập kỷ mà có thể nói là chúng ta còn rất là gặp rất nhiều khó khăn, thì cái phương pháp mà chuyển hóa chất trực tiếp vào động mạch, đặc biệt là những cái khối u vùng hàm mặt, đã được các bậc tiền bối ở bệnh viện ca thực hiện có lẽ là từ những cái thập kỷ 70, bởi vì những cái thập kỷ đấy thì tôi cũng không được rõ là từ những cái năm nào, nhưng mà từ những cái thập kỷ cách đây 40, 50 năm, các bậc tiền bối của chúng ta đã bộc lộ động mạch cảnh ngoài, đặt một cái catheter vào động mạch cảnh ngoài và chuyển hóa chất trong những cái trường hợp mà khối u không thể khống chế được bằng những cái phương pháp phẫu thuật ở cái vùng hàm mặt. Cũng theo cái nguyên tắc đó thì đối với cả gan, khi mà cái máy chụp mạch, khi mà máy chụp mạch số hóa ra đời ấy, cho phép chúng ta có thể là luồn các cái catheter từ bẹn hoặc là từ tay đi vào tới động mạch gan, sau đó thì là cố định cái catheter ở phía động mạch gan, còn ở phía ngoài thì nối với cả một cái buồng truyền. Thế và qua cái buồng truyền đó người ta có thể là thực hiện các cái động tác chuyển hóa chất. Với cái phương pháp này thì là mật nồng độ hóa chất ở trong nhu mô gan ấy sẽ cao hơn rất nhiều so với cả phương pháp chuyển hóa chất toàn thân. Và bởi vậy thì cái nguyên tắc cũ, tức là nguyên tắc là chuyển hóa chất vào động mạch để giúp cho cái tạng đó chịu một cái nồng độ cái hóa chất đủ cao để tiêu diệt cái khối u, thì lại quay trở lại với cái giá trị ban đầu của nó. Thế thì trước đây chúng ta đã từng làm các cái chuyển hóa chất nội động mạch đối với cả những u đầu mật cổ, bởi vì là động mạch cảnh ngoài thì rất là dễ bộc lộ bằng phương pháp ngoại khoa. Thế còn bây giờ thì bằng các cái phương pháp mà
chụp phương pháp chụp mạch và cái phương pháp can thiệp mạch qua da, chúng ta có thể luồn các cái catheter tới tận động mạch gan và nối với một cái buồng truyền ở dưới da để mà hàng ngày chúng ta có thể truyền các cái hóa chất cho người bệnh. Thế thì cái phương pháp mà được gọi tắt là HIC là gì? HIC viết tắt của cái tiếng Anh là cái phương pháp truyền hóa chất nội động mạch gan. Thế và cái kỹ thuật HIC này thì gồm có hai thì. Cái thì thứ nhất tức là chúng ta đặt một cái buồng truyền. Cái buồng truyền đó thì nằm ngay ở dưới da, có thể là ở bẹn hoặc là ở tay. Thế còn đầu kia của cái buồng truyền đấy là một cái catheter đặt vào trong cái động mạch gan. Thế và trong cái quá trình đặt đó thì là chúng ta sau khi mà đặt xong ấy thì là chúng ta sẽ chuyển sang cái giai đoạn thứ hai, tức là cái giai đoạn thứ hai tức là chúng ta lựa chọn những cái phác đồ hóa chất để mà chúng ta có thể điều trị thông qua cái buồng truyền và thông qua cái catheter đó. Tiếp ạ. Thế thì một loạt những cái hóa chất ở đây chúng ta thấy rằng là rất là quen thuộc đối với đại đa phần các bác sĩ điều trị hóa chất, bởi vì là những cái hóa chất này là đã tồn tại từ rất là nhiều năm và giá thành thì lại là thấp. Thế và ở đây chúng ta thấy là cái ưu điểm của phương pháp truyền hóa chất động mạch gan, tức là chúng ta đưa được hóa chất với một cái nồng độ cao vào trực tiếp cái nơi mà có khối u để tăng cường cái tác dụng trên cái khối u nhưng mà giảm cái hiệu quả của, giảm cái tác hại của hóa chất trên toàn thân. Thế thì trong cái trường hợp mà ung thư biểu mô tế bào gan và sử dụng cái phương pháp điều trị hóa chất tại chỗ theo đường động mạch thì chúng ta thấy là quay trở lại với cả những cái thời kỳ chúng ta dùng hóa chất mới với những cái hóa chất rất là quen thuộc và giá thành thì lại thấp. Và thực tế thì các cái thử nghiệm lâm sàng khác nhau đã chỉ ra rằng là những cái hóa chất này trong cái hoàn cảnh mà chúng ta có thể truyền được trực tiếp vào động mạch gan ấy, có những cái giá trị hết sức là tích cực. Xin mời tiếp ạ. Theo cái phác đồ mà hiện nay dùng rất là phổ biến ở trên thế giới, đấy là cái phác đồ FP liều thấp, tức là gọi là low dose FP. Trong cái phác đồ này thì là hai cái thuốc mà dùng phổ biến, đấy là 5FU và cisplatin, và cái chế phẩm cisplatin là dạng nước thì rất là phổ biến ở thị trường của Việt Nam. Tiếp ạ. Giai đoạn về mặt điều trị thì là được chia ra làm hai cái giai đoạn. Như cái vừa nãy thì chúng ta đã tiếp cận ở cái slide trước. Cái giai đoạn thứ nhất tức là cái giai đoạn mà bệnh nhân đặt cái cổng truyền hóa chất động mạch gan, và cái giai đoạn thứ hai là giai đoạn mà duy trì cái phác đồ điều trị hóa chất. Thế và cái giai đoạn thứ nhất là giai đoạn mà bệnh nhân phải vào viện để mà đặt cái cổng truyền, sau đó thì nhân cái đợt đó thì chúng ta có thể điều trị những cái đợt hóa chất đầu tiên. Còn sau đó thì là bệnh nhân giống như là có một cái cổng truyền của tĩnh mạch thôi. Bệnh nhân có thể điều trị ở cái chế độ ngoại trú và đến để mà truyền hóa chất định kỳ. Đây là những cái bệnh án mà đã được y văn trên thế giới công bố. Một cái bệnh nhân mà có cái khối u lớn khá là lan tỏa, chiếm toàn bộ gan phải và một phần của cái phân tùy 4. Và kèm theo đó thì là có huyết khối ở trong tĩnh mạch cửa. Bản thân cái huyết khối này thì là cũng là cái khối u phát triển, cho nên là cái huyết khối ở trong lòng của tĩnh mạch cửa cũng ngấm thuốc rất là mạnh. Và các cái chỉ số alpha FP thì là 6200, rồi chỉ số PIFK cũng rất là cao. Tuy nhiên là cái bệnh nhân này thì cũng có cái rất là may mắn là cái chức năng gan còn ở cái giai đoạn khá là tốt, Child A, cái thể trạng toàn thân của bệnh nhân tốt. Đây cũng là một cái bệnh cảnh mà chúng ta gặp rất phổ biến ở Việt Nam. Trong cái tình huống này, khi mà có huyết khối tĩnh mạch cửa thì chúng ta không thể thực hiện được các cái biện pháp điều trị kinh điển, ví dụ như là nút hóa chất động mạch gan. Và đương nhiên là các cái biện pháp mà điều trị triệt để, ví dụ như là phẫu thuật hoặc là đốt, thì không được chỉ định trong những trường hợp này. Thế thì trong trường hợp này thì có hai cái chỉ định đặt ra. Thứ nhất là sử dụng các cái thuốc điều trị toàn thân, và cái thứ hai nữa là điều trị hóa chất theo con đường động mạch, truyền trực tiếp hóa chất vào động mạch gan. Và bệnh nhân này đã được thực hiện theo cái phương pháp đó. Trên hình ảnh là chúng ta nhìn thấy cái catheter được luồn vào động mạch gan, và cái đầu kia của catheter thì chúng ta biết rằng là sẽ nối cùng với cả cái buồng truyền đặt ở dưới da. Xin tiếp ạ. Thế và bệnh nhân này thì là được truyền theo cái phác đồ liều thấp, FP liều thấp, có nghĩa rằng là truyền chủ yếu 5FU và cisplatin. Và bệnh nhân thì là hàng ngày bệnh nhân sẽ đến viện để mà truyền, và cái động tác truyền này thì là điều dưỡng ở trong khoa hoàn toàn là có thể là thực hiện giống như là cái truyền tĩnh mạch, tức là chọc cái kim vào cái buồng truyền và nối với cả cái bơm tiêm điện. Và trên đây là các cái hình ảnh diễn biến của cái bệnh nhân đó, chúng ta có thể thấy rằng là ở một cái trạng thái hết sức là
nặng nề ở trước đó, tức là khối u lan tỏa gan phải và có huyết khối tĩnh mạch cửa. Nhưng mà ba cái phim ở phía trên là chụp theo thời gian thì chúng ta thấy là về mặt hình thái thì khối u đã thu nhỏ lại, và kể cả cái nhu mô gan ở cái vùng mà được chuyển hóa chất thì cũng bị teo lại, và kèm theo đó thì là cái tĩnh mạch cửa thì lại thông trở lại. Bởi vì tĩnh mạch cửa trong trường hợp này thì bản chất đấy cũng là có cái khối u ở bên trong, và cái khi hóa chất đến được với cái tĩnh mạch cửa thì cái khối u nó cũng chịu cái tác động của cái hóa chất đó, và nó thu hẹp cái thể tích của huyết khối lại, và lòng của cái tĩnh mạch cửa thì là thông trở lại. Thế ngoài các cái yếu tố hình thái chúng ta có thể đánh giá được trên siêu âm cũng như là trên chụp cắt lớp vi tính, thì các cái chỉ số khác tumor marker trong trường hợp này ví dụ như là alpha FP thì là cũng giảm, và nếu như mà alpha FP mà cao thì chúng ta có thể dùng alpha FP là một cái chỉ số để đánh giá cái hiệu quả điều trị. Còn trong trường hợp mà alpha FP không cao thì chúng ta phải dùng các cái chỉ số hình ảnh để đánh giá. Xin tiếp ạ. Và cái bệnh nhân này thì là được điều trị bằng cái phương pháp là chuyển hóa chất nội động mạch gan, và có thể nói rằng là cái tác dụng đối với cả gan phải là hết sức là ngoạn mục. Cái khối u thì là xẹp đi và tĩnh mạch cửa thì là thông lại. Thế tuy nhiên là chúng ta biết rằng là đối với cả bệnh lý của ung thư gan ấy, thì trên nền của một cái gan sơ thì các cái khối u khác có thể là xuất hiện ở sau đó. Và bệnh nhân này thì là sau khi mà điều trị khống chế tốt được cái khối u gan phải thì xuất hiện thêm những cái khối u gan trái. Tuy nhiên là với cái phác đồ điều trị truyền hóa chất nội động mạch gan ấy, thì là đã giúp cho bệnh nhân này sống thêm được 15 năm nữa từ khi mà các cái khối u đang ở cái giai đoạn có thể nói là hết sức là tiến triển và đã có huyết khối tĩnh mạch cửa. Về cái kết quả nhìn chung ấy, thì đây là một cái nghiên cứu của tác giả Nhật Bản, thì chúng ta thấy là có 4 cái trạng thái khi mà chúng ta truyền hóa chất động mạch gan, cũng giống như là tất cả các cái phương pháp điều trị khác thôi. Cái thứ nhất tức là cái điều trị đáp ứng hoàn toàn, có nghĩa là khối u nó bay sạch, không còn nhìn thấy khối u đâu nữa. Cái tình huống thứ hai tức là khối u đáp ứng bán phần, đáp ứng một phần. Tình huống thứ ba tức là cái bệnh lý thì là ổn định, và tình huống thứ tư là bệnh lý tiến triển. Tại sao tôi nhấn mạnh vào 4 cái trạng thái ở đây? Bởi vì là chúng ta biết rằng là điều trị hóa chất đối với cả động mạch gan ấy được coi như là một cái phương pháp điều trị tạm thời, điều trị triệu chứng. Thế nhưng mà ở đây chúng ta hoàn toàn có thể là đạt được cái mức độ là đáp ứng hoàn toàn. Và cái đó là một trong những cái mà thể hiện rằng là cái phương pháp điều trị đấy là một cái phương pháp mà có cái sức mạnh, có cái hiệu quả. Thế tuy nhiên là cái tỷ lệ mà đáp ứng hoàn toàn có nghĩa là các khối u bay sạch, huyết khối tĩnh mạch cửa cũng không còn, thì chỉ chiếm có khoảng độ 7%. Thế và cái trường hợp mà bệnh lý tiến triển thì chiếm cỡ vào khoảng độ 9%. Thế thì qua cái kết quả này thì chúng ta cũng thấy rằng là ba cái trạng thái là đáp ứng hoàn toàn, đáp ứng bán phần và bệnh lý ổn định không phát triển nữa, thì đấy cũng là một cái ước mong vô cùng to lớn của những cái trường hợp mà ung thư gan ở cái giai đoạn tiến triển tại chỗ, và nhất là trong những trường hợp mà có huyết khối tĩnh mạch cửa. Bởi vì những trường hợp đó nếu như mà không có cái phương pháp điều trị mang tính chất là quyết định thì cái thời gian sống thêm của bệnh nhân chỉ được cỡ khoảng 6 tháng. Đây là một loạt những cái nghiên cứu, tức là chúng ta ngoài cái phương pháp mà điều trị bằng chuyển hóa chất động mạch gan thì chúng ta có thể là dùng các cái thuốc toàn thân. Và các cái thuốc dùng toàn thân ấy thì là có cũng rất là nhiều các cái nghiên cứu khác nhau. Ví dụ như ở đây thì là chúng ta thấy có cái nghiên cứu Sharp, rồi nghiên cứu với Asia Pacific và nghiên cứu của Shiba, trường đại học Shiba. Và cho chúng ta thấy rằng là cái thời gian sống thêm trung vị của bệnh nhân ấy nằm trong cái khoảng là 6,6 tháng cho đến 10 tháng. Trong khi đó thì là cũng có những cái nghiên cứu, tất nhiên là cái đối tượng nó có thể là khác nhau. Nhưng mà đối với cả các cái phương pháp mà truyền hóa chất nội động mạch gan, chúng ta có thể hy vọng rằng là thời gian sống thêm trung vị có thể đạt tới cái mức 17,5 tháng. Như vậy là chúng ta cũng có thêm được một cái hy vọng, có thêm được một cái phương pháp trong những cái trường hợp mà bệnh lý tiến triển tại chỗ. Tiếp ạ. Đây là một vài những cái ví dụ mà cho chúng ta thấy rằng là những cái tình huống như đó, như tôi vừa trình bày trong y văn mà người ta đã thực hiện cách đây 30 năm thì là những cái tình huống mà chúng ta thường xuyên gặp phải trên thực tiễn lâm sàng. Đấy là những cái bệnh nhân đến với chúng ta ở những cái giai đoạn tiến xa, có nghĩa rằng là có rất là nhiều các cái khối ở trong gan và thậm chí là có huyết khối của tĩnh mạch cửa. Ví dụ như là đây là một cái bệnh nhân nam 64 tuổi, bệnh nhân này trước đây đến thì là có một cái khối ở hạ phân thủy 7 đã được cắt cái thùy gan,
Thế và sau đó một cái thời gian thì là tái phát, bùng phát với rất là nhiều khối khác nhau và có huyết khối tĩnh mạch cửa. Tiếp ạ. Một cái trường hợp khác, tức là một cái bệnh nhân cũng là nam giới 63 tuổi, có tiền sử viêm gan và có rất là nhiều ổ ung thư gan nguyên phát. Các cái xét nghiệm trong cái trường hợp này thì alpha FP không tăng. Tuy nhiên là các cái hình ảnh thì là thể hiện rất là rõ một cái khối ung thư gan nguyên phát và có huyết khối tĩnh mạch cửa. Bệnh nhân này thì ở cái trước khi mà bệnh nhân có huyết khối tĩnh mạch cửa thì bệnh nhân đã được là nút hóa chất động mạch gan. Và bệnh nhân cũng đã bình yên được một cái thời gian ngắn sau khi nút hóa chất động mạch gan và quay trở lại với các cái dấu hiệu rất là điển hình, tức là có rất là nhiều các cái khối ở rải rác ở cả hai thùy và có tỏ ra các cái dấu hiệu của kháng tây rất là rõ, tức là kháng cái nút hóa chất động mạch gan. Và trong trường hợp này thì là cái biện pháp mà có thể áp dụng cho bệnh nhân này ấy, chỉ còn là hai thôi, một là điều trị toàn thân và hai nữa là điều trị hóa chất nội động mạch. Và cái trường hợp này thì là chúng tôi đã triển khai cái kỹ thuật là nút hóa chất động mạch gan. Nút hóa chất động mạch gan thì ở đây cái hình ảnh này thì chúng ta nhìn thấy gì? Tức là chúng ta thấy có một cái catheter đi từ động mạch đùi đi vào động mạch gan và được cố định bởi những cái vòng xoắn kim loại ở động mạch vị tá tràng. Có cái lỗ bên của cái catheter này giúp cho cái thuốc có thể là đi vào một cái động mạch gan. Và các cái coil để mà nút vào các cái động mạch lân cận ấy, thì có hai cái mục tiêu. Mục tiêu thứ nhất là giữ cho cái coil nó nằm ở cái vị trí đó, bởi vì gan thì di động theo cái nhịp thở. Cái nhiệm vụ thứ hai của các cái vòng xoắn kim loại này là để cho hóa chất ấy, lúc đó chỉ có đi vào gan thôi và không đi sang các cái tạng khác, như là không đi sang dạ dày, không đi sang tá tràng hoặc là tụy. Thế và đó cũng là một trong những cái đặc điểm mà chúng ta cần phải lưu ý. Nút hóa chất động mạch gan là một cái phương pháp dựa trên cái nguyên lý rất là cũ và cái kỹ thuật thì giống tựa như là cái phương pháp mà truyền hóa chất động mạch gan là một cái phương pháp mà giống tựa như là nút hóa chất động mạch gan. Có nghĩa là chúng ta cũng dùng catheter để mà đưa vào động mạch gan, chúng ta cũng bơm hóa chất. Thế nhưng mà nó khác ở chỗ là chúng ta cần phải chuẩn bị thêm một số những cái dụng cụ. Chủ yếu ở đây là những cái vòng xoắn kim loại để chúng ta fix cái đầu catheter ở bên trong. Và cái thứ hai nữa là chúng ta phải có cái buồng truyền hóa chất để mà chúng ta vùi ở dưới da. Trên cái cơ sở đó thì chúng ta có thể là thực hiện cái động tác truyền hóa chất hàng ngày bằng các cái động tác đơn giản của điều dưỡng. Thế và cái điều đó thì chúng ta cũng phải nhắc nhở nhau, bởi vì đây là một cái diễn đàn có rất là nhiều các bạn đồng nghiệp, cho nên là chúng tôi cũng phải nhấn mạnh vào cái chuyện là điều kiện để chúng ta thực hiện được cái phương pháp truyền hóa chất động mạch gan ấy, là chúng ta cần phải đặt được cái buồng truyền đó, và cái buồng truyền đó đòi hỏi là phải có một số những cái dụng cụ nó chi phí tốn kém hơn so với cả cái phương pháp nút hóa chất động mạch gan thông thường. Và cái đó là một trong những cái mục tiêu mà những cái diễn đàn này khi mà chúng ta cần thống nhất lại với nhau và có được những cái văn bản pháp quy của Bộ Y tế thì người bệnh người ta sẽ được hưởng từ cái chuyện là người ta đỡ phải chi trả cho những cái tiền coi hoặc là tiền của cái buồng truyền. Thế về một số những cái điểm chung nhất của cái phương pháp truyền hóa chất động mạch gan thì chúng ta thấy là về mặt chỉ định ấy, thì là trong những cái trường hợp ung thư gan ở cái giai đoạn tiến triển tại chỗ. Ở đây phải nhấn mạnh rằng là ở giai đoạn tiến triển tại chỗ, có nghĩa rằng là cái khối u to nằm ở cả gan phải lẫn gan trái, có huyết khối tĩnh mạch cửa, thế nhưng mà chưa hề có những cái di căn ở những cái nơi khác. Cái thủ thuật của truyền hoặc là cái nghiệm pháp về biện pháp về truyền hóa chất động mạch gan ấy, thì gồm có hai thì. Cái thì thứ nhất tức là chúng ta đặt buồng truyền hóa chất động mạch gan giống như là cái thủ thuật mà chụp và nút mạch giống như thông thường trên máy DSA. Và cái thì thứ hai là cái thì mà truyền hóa chất theo phác đồ được thực hiện ở các khoa nội khoa do các bạn điều dưỡng thực hiện. Nhưng mà tuy nhiên là những cái thì thứ hai này không kém phần quan trọng, bởi vì là cái sự thành bại của cái phương pháp đấy không phải là phụ thuộc vào cái chuyện là đặt buồng truyền hóa chất, mà phụ thuộc vào cái chuyện là chúng ta truyền cái hóa chất đó và bệnh nhân có tuân thủ cái phác đồ điều trị hay không. Cái điểm mới so với cả cái phương pháp mà nút hóa chất động mạch gan hay còn gọi là phương pháp Tây là chỗ là chúng ta cần phải có những cái dụng cụ mang tính chất là đặc thù. Có thể là chúng ta sử dụng một số những cái biện pháp khác, ví dụ chẳng hạn như là chúng ta có thể dùng buồng truyền hóa chất theo con đường tĩnh mạch cũng được, nhưng mà cái đó có thể nói rằng là cái động tác nó sẽ khó khăn hơn rất nhiều. Thế và để mà truyền hóa chất động mạch gan này trở thành một cái phương pháp có thể áp dụng rộng rãi ở mọi nơi thì tôi nghĩ rằng là cái danh mục kỹ thuật thì cần là phải được bổ sung. Cái này là cái vấn đề của vĩ mô,
tức là các nhà quản lý sẽ đồng hành cùng và sẽ tạo điều kiện cho các cái kỹ thuật này khi mà thấy rằng cái tác dụng hữu hiệu của nó. Và cái điểm thứ ba hết sức quan trọng khác với Tây, đấy là sau khi đặt buồng chuyển hóa chất xong ấy, thì chúng ta thấy là cái cuộc chiến lúc đấy mới thực sự là bắt đầu. Tức là chúng ta cần phải thực hiện cái phác đồ hóa chất một cách hết sức là nghiêm túc và chăm sóc người bệnh, chăm sóc cateter, chăm sóc buồng chuyển có một cái ý nghĩa hết sức quan trọng, có thể nói là quyết định thành bại của cái phương pháp. Thế và cái phương pháp chuyển hóa chất động mạch gan ấy, thì các cái nghiên cứu khác nhau ở trên thế giới đã chứng minh và chúng ta hoàn toàn có thể tin tưởng được là có 4 cái hình thức đáp ứng, trong đó thì là đáp ứng toàn bộ cỡ vào khoảng độ 7%. Và cái các cái tình huống khác như là đáp ứng bán phần và bệnh lý ổn định chiếm khoảng 90%. Đấy là một cái con số hết sức ấn tượng, có thể là giúp cho chúng ta hy vọng rằng là với những cái bệnh nhân mà có cái ung thư gan nguyên phát tiến triển tại chỗ thì chúng ta có cái phương pháp chuyển hóa chất động mạch gan như là một cái cứu cánh khi mà các cái biện pháp khác không còn thực hiện được nữa. Xin trân trọng cảm ơn sự chú ý của tất cả các quý vị đồng nghiệp.